Kính thưa quý khán giả của Đài VNTV, trong chương trình nhận định thời sự hôm nay, ở phòng thu hình chúng tôi lại có anh Đỗ Như Điện và tôi là Nguyễn Giao. Anh Điện. Vâng, chào anh Giao và chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chúng tôi xin được trình bày với quý vị những tin tức thời sự rất là sôi nổi và đáng để ý xảy ra thứ nhất ở Việt Nam, Hoa Kỳ và trên thế giới. Thì hôm nay chúng tôi chọn đề mục là Tổng thống Obama đã chọn được ứng viên để điền khuyết vào thẩm phán tối cao pháp viện là ông Scalia mới qua đời cách đây hơn một tháng. Thì cái tình trạng hiện nay là tối cao pháp viện có 9 người thẩm phán. Thì hiện bây giờ chỉ còn có 8 thôi. Tức là nếu mà có chuyện gì mà cần tối cao pháp viện quyết định, nó có thể đưa đến cái tình trạng là 4-4 thì ra không có giải quyết được. Nó gọi là deadlock đó. Thì thành ra Tổng thống Obama căn cứ vào hiến pháp công bố với dân chúng của Hoa Kỳ rằng tôi sẽ đề cử ứng viên để điền khuyết cái chỗ ghế ngồi số 9 này của tối cao pháp viện, để do đó tối cao pháp viện có thể hành xử được khi hữu sự. Thưa anh Điện, anh cũng theo dõi tin tức về cái ứng viên là ông Garland đó. Thì tôi thấy là cũng có vài cái diễn tiến sau cùng. Vâng, xin anh trình thưa, bày. Trước nhất tôi trở lại cái vấn đề căn bản một chút giờ, thưa anh Giao. Trong ba cái chân kiềng để giữ cho cái nền chính trị của Mỹ hơn 200 năm qua nó ổn định đó. Cơ chế. Cơ chế đó, đó là ba cái chân đó thì hành pháp là Tổng thống, lập pháp là Quốc hội và tư pháp, tức là tối cao pháp viện, là cái quyền cao trọng nhất để mà giải quyết các vấn đề về hiến pháp và tất cả những cái việc là tòa án khác không giải quyết được. Thì khi một ông thẩm phán Scalia là một trong những thẩm phán thuộc về phía bảo thủ đó, qua đời, thì còn lại tám thẩm phán kia thì mỗi bên, tức là một bên là người ta cho rằng khuynh hướng bảo thủ, còn một bên là cấp tiến. Thế thì bây giờ theo hiến pháp, tổng thống có quyền tìm một ứng viên để điền khuyết, nhưng mà cái quyền quyết định hay không lại là ở quốc hội, thượng viện. Thế thì khi mà bên đây là nó rơi vào cái năm tranh cử, thành ra bên phía đảng Cộng hòa không muốn tổng thống bổ nhiệm một người mà người ta sợ rằng ông thẩm phán mới này sẽ ở bên cái phía cấp tiến. Và như thế tất cả những cái phán quyết nó sẽ nghiêng về bên phía cấp tiến. Mà cấp tiến có nghĩa là đảng Dân Chủ. Vâng, mà cấp tiến thì bên phía đảng Dân Chủ nhiều hơn. Đó. Thì vì vậy mà bên đảng Cộng Hòa tìm cách chặn. Thì khi mà chặn như vậy, nhưng mà cái quyền của Tổng thống là cái quyền hiến định. Thì ông ta cứ bổ nhiệm và ông ta đã tìm được một thẩm phán, có thể nói là một thẩm phán rất là sáng giá. Nhưng mà thẩm phán Garland đó, thì ông này là trung dung, khá trung dung, không nghiêng về bên nào cho đến bây giờ, chưa biết nếu vào được thì sao. Nhưng mà tuần vừa rồi thì bên cái ủy ban tư pháp của Thượng viện đã gặp và nói thẳng là chúng tôi sẽ không hearing, tức là không đưa ra để mà thảo luận ở quốc hội. Anh Nhận, có phải cái ông chủ tịch của cái ủy ban pháp chế đó là thượng nghị sĩ Grassley phải không ạ? Vâng, ông Grassley thì đã gặp riêng. Và đây là một vấn đề đang tranh cãi rất lớn về vấn đề hiến pháp và vấn đề diễn tiến trong cuộc bầu cử. Là vì thế này, thưa quý vị và thưa anh Giao, nếu mà Đảng Cộng Hòa giữ vững cái lập trường đó với cái lý do rằng để cho vị Tổng thống sau này, tức là sau ngày 8 tháng 11 mới có Tổng thống mới và Tổng thống sau đó sẽ bổ nhiệm, thì người ta đặt ngược lại một câu hỏi là nếu như Tổng thống mới lại là một người ở Dân Chủ thì sao? Do đó cái này là một cái điểm hai bên cùng đang tranh cãi, nhưng mà đứng về phía quần chúng đó thì thấy rõ rằng quần chúng hơi bất, gọi là thất vọng vì cái cách làm việc đặt cái quyền lợi của đảng lên trên cái quyền lợi chung của quốc gia, và như vậy e rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ thất bại. Anh Giang. Vâng. Thưa anh Điện, tôi muốn dùng cái thời giờ còn lại đó vâng. để trình bày với quý khán thính giả của VNTV về cái vai trò rất là quan trọng của tối cao pháp viện. Vâng, đúng rồi. Như hồi nãy tôi nói đó, ở Thượng viện Hoa Kỳ thì có 100 thượng nghị sĩ. Vâng. Thành ra hiến pháp sợ rằng là nếu mà bây giờ tranh luận một cái chuyện gì mà 50-50 đó, thì làm sao để mà giải quyết được.
Hả? Bởi vậy mới có cái vai trò là ông phó tổng thống sẽ là người được quyền bỏ cái biểu quyết cái phiếu thứ 101. Bây giờ đó tối cao pháp viện chỉ có 8 người thôi, nó có thể gây ra 44. Thì một trong những cái vai trò của tối cao pháp viện đó là giải thích hiến pháp Hoa Kỳ. Tôi xin phải so sánh với mấy nước khác để thấy là cái vai trò này nó độc đáo và nó khác như thế nào. Thưa quý vị, thí dụ như Anh Quốc đó là một trong những chế độ dân chủ lâu đời nhất, không có hiến pháp. Anh Quốc đó, hiến pháp bất thành văn. Nếu nếu có đó, mà tôi được biết là có, nhưng thì họ sẽ không có cái vai trò là phải giải thích hiến pháp, tại vì nó không có hiến pháp. Trong khi cái Việt Nam mình đó, thì nó lại ngược lại, và cái lời mở đầu của nó là nó cóp của cái hiến pháp Hoa Kỳ, một cái chính phủ của dân, do dân và vì dân, cái đó là cóp của Hoa Kỳ. Thì cái hiến pháp của Việt Cộng đó, nó lại được chính ông Tổng Bí Thư ông nói là cái hiến pháp của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa chúng ta đó chỉ là để giải thích và thực thi những cái điều mà nghị quyết Bộ Chính trị ban hành thôi. Nguyên văn cái lời ông nói như thế này này: hiến pháp là một văn kiện pháp lý đứng sau cương lĩnh của Đảng. Đó, đó, đó. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý khán giả. Hiến pháp Hoa Kỳ được ban hành năm 1989. Lúc đó tổng số của dân số Hoa Kỳ có 4 triệu người. Tức là tương đương với khoảng dân số của thành phố Sài Gòn năm 1975, thưa anh Điện. Và bây giờ dân số của Hoa Kỳ là 322 triệu. Thì thành ra quý vị cũng thấy đó, cái hiến pháp đó, nó phải đi theo những cái nhu cầu mới của cái dân chúng trong cái nước đó. Thì hiến pháp Hoa Kỳ lúc đầu đó, nó là một cái hiến pháp mà cái số chữ dùng đó, ít nhất trong những cái nước dân chủ và gọi là dẫn đầu thế giới đó, về phương diện văn minh với phát triển đó. Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1789 đó, có 4.400 chữ. Trong đó có hai cái điều mà tôi thấy đáng để ý. Thứ nhất đó, là suốt trong 4.400 chữ đó không có cái chữ dân chủ, democracy trong đó. Nếu quý vị nào có thì giờ tìm hiểu thử về coi lại coi cái điều tôi vừa nói có đúng không. Với thứ hai nó có một cái lỗi chính tả về grammar đó, đánh vần đó. Thì từ hồi ban hành năm 1789 hiến pháp Hoa Kỳ đã có 14.000 những cái dự thảo, tức là dự thảo tu chính án, họ muốn nghĩa là thêm chi tiết vào cho nó đầy đủ. Thì 14.000 cái dự thảo đó chỉ có 27 cái được thảo luận và ban hành mà thôi. Thì cái nhiệm vụ của 9 cái người thẩm phán trong tối cao pháp viện đó, là phải giải thích từng chữ từng câu trong cái mà tổng số 4.400 chữ cộng với 3.191 chữ của cái hiến pháp này. Thưa anh Điện, một cái thí dụ rất là đơn giản đó, rất là ai cũng biết đó, là cái luật được giữ vũ khí ở trong nhà mình. Thì cái luật đó đã có một cái tu chính án để nói ra rõ ràng, là tu chính án số 2. Tu chính án số 2 đó đã tốn Quốc hội Hoa Kỳ 2 năm trời thảo luận và biểu quyết trước khi nó thành cái tu chính án chính thức. Mặc dù trên cái căn bản đó, cái luật cho giữ súng ở trong nhà đó, thì mấy cái người mà viết cái hiến pháp này họ lý luận như thế này nè, thưa anh Điện. Tôi không biết là anh có biết hay nhiều người biết không, tức là phải cho dân chúng Hoa Kỳ được giữ súng trong nhà trong trường hợp biết đâu trong tương lai nước Mỹ có một cái người độc tài nào nó lên nó nắm quyền hết, có công an, có súng đạn, dân chúng lấy cái gì để mà lật đổ cái chế độ độc tài đó. Đó là một trong những cái lý do căn bản của cái luật được giữ vũ khí và cái tu chính án số 2. Thưa anh Giao, chính cái điểm đó, đó nó trả lời cho cái câu hỏi của anh là tại sao trong hiến pháp không có cái chữ dân chủ. Muốn bảo vệ dân chủ thì phải có sức mạnh từ người dân. Vậy thì người dân tay không lấy cái gì làm sức mạnh? Đúng vậy. Trong cái hoàn cảnh lịch sử lúc đó, người dân Mỹ phải đối phó, phải khai phá một cái mảnh đất lớn và họ phải đương đầu với thu giữ với tất cả những khó khăn. Đúng vậy. Thì cái quyền giữ súng của họ mặc nhiên đã được chấp nhận và họ đã nhìn rất xa trong một cái tương lai, bởi vì những người đến lập quốc này là những người bị đàn áp ở các quốc gia Âu Tây, đặc biệt là bên Anh, và họ
phải nghĩ tới cái quyền lợi công dân của họ. Vâng. Thành nó rất là rất là hay anh em ạ. Thưa anh Điện và thưa quý khán giả, theo như tôi được biết, không có cái hiến pháp của những cái nước tiền tiến trên thế giới này mà cho dân chúng được quyền giữ vũ khí trong nhà. Vâng. Thí dụ như ở Mỹ bây giờ đó, 322 triệu dân chúng như gì? Vâng. Thưa anh Điện, hơn 300 triệu khẩu súng cá nhân ở trong nhà. Vâng. Giữ được trong khắp nước Mỹ đó. Vâng. Thì tôi xin đưa một cái thí dụ như thế này để cắt nghĩa về cái chuyện mà tối cao pháp viện có nhiệm vụ cắt nghĩa cái hiến pháp và đã được thực thi và hành xử như thế nào. Về cái chuyện mà dùng súng, tôi xích cái chuyện dùng súng. Ở bên Texas có một cái ông gia chủ kia, ông cứ bị trộm cướp, trộm nhé, ăn trộm, nó đi qua cái cửa sổ đằng sau nhà, nó vào nó hốt hết đồ đạc quý giá ở trong nhà. Thế thì ông mới dựng lên một cái gọi là cái bẫy, ông dùng cái súng trường, ông móc cái dây vào cái cửa sổ đằng sau đó. Thì đúng như vậy, anh trộm kia lại trở lại một hôm và bị cái súng mà ông này ông dựng lên đó, bắn chết toi. Ông này bị đưa ra tòa. Thì cái đó nó dính đến cái tu chính án số 2 của cái hiến pháp Hoa Kỳ, thưa anh Điện. Vâng. Và tòa án nó tuyên bố là cái ông gia chủ đó có tội. Là vì đồng ý có cái luật được giữ súng. Nhưng mà anh chỉ được sử dụng cái súng đó khi nào mà cái này cũng là một cái kinh nghiệm. Vâng. Anh Điện, để nếu mà mình có bị ra tòa hay thân nhân bạn bè mình đó luôn luôn ra tòa đó mà lỡ dùng súng bắn ai chết đó, thì phải nói là cái người mà tôi bắn chết đó nó đe dọa đến đây cái tính mạng, tính mạng của tôi. Vâng, vâng. Ngoài cái đó ra đó không có gì gỡ tội cho được. Vâng, và tự vệ. Vâng. Thưa anh Điện, thì giờ của chúng ta gần hết, thì tôi xin một cái câu kết luận như thế này nè. Cái vai trò của tối cao pháp viện Hoa Kỳ rất là quan trọng. Và không những Tổng thống Obama trong cái trách vụ của ông ấy khi nhiệm kỳ sắp hết, cần phải được điền khuyết cái thẩm phán thứ 9 càng sớm càng tốt. Vâng. Chứ nếu không, nếu mà có cái tranh cãi gì mà đưa lên để tối cao pháp viện phán xét, vâng, thì cái 8 người này nó có thể đưa đến 4-4 thì là bế tắc. Vâng, vâng. Vâng, cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi sẽ trở lại trong một chương trình khác. Xin kính chào quý khán giả.